Chiến ơi! Chiến ơi! Hôm nay anh mẹ bảo đây. Thịt bạn mỡ dã man cá mỡ cá chấm à chấm ốc bữa nay phải 5-6 cân 8 cân cơ à. Nhưng có cả một con chép nữa phải không? 8 cân rưỡi thì 8 cân chép cái đầu nó để lấu chép cái đầu đuôi đúng không? Đầu đuôi đấy rồi đây rồi nhìn là khúc cá nó như này mà. Ông Quang cứ sang nhà hàng quay này có mà quay cả ngày. Mẹ đây, không nhìn thấy à? Đi mẹ cắt cho sao tính mẹ cắt chờ mẹ là không mẹ cắt xong. Không ăn thì thôi. Toàn được ăn đặc sản. Đấy có phải đun lên không? Bạn làm cho thêm múc không? Múc cho bát thôi, bát thay nhựa thôi.
chia thế được. Trời ơi, thì cứ ăn múc đầu cá ra tí nữa để ăn bún rồi lấy tiếp. Hết lại múc tiếp. Mỗi món sợ nòng xào rau muống là sướng nhất. Đã sách xào rau muống. Anh có mỗi con người gọi bỏ anh ác ôn thì anh chẳng hiểu kiểu gì. Đánh nhau đánh chửi nhau chửi. Ẩm thực núi rừng cho nên món gì thì cũng có rượu. Bắt đôi.